Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nét mới xây dựng nông thôn mới ở Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Mô hình nuôi chim cảnh của anh Phương ở thôn Cẩm Lý, xã An Nguyên, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thái Bình nằm trong nhóm 7 tỉnh dẫn đầu về bộ chi quỹ bảo hiểm y tế. Ninh Bình đẩy mạnh thực hiện Nghị định 108 của Chính phủ về quản lý phân bón. Làng nghề giò chả Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là chương trình có tính chất chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã. Ngay từ khi được chọn là một trong ba xã của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, trên cơ sở kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp trên, xã Thái Bảo đã chủ động các bước triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch. Đặc biệt là việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng theo chương trình mục tiêu nhằm từng bước thực hiện và đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xác định thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Thái Bảo đã chú trọng lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế để từng bước tạo thu nhập cho người dân. Đảng bộ xã, lãnh đạo chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thế mạnh của từng địa phương như mô hình trồng hoa theo công nghệ cao, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với tập huấn, đào tạo nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động. Hệ thống giao thông từ trục xã đến nội đồng đều được cứng hóa khang trang, qua đó giúp các hộ gia đình phát triển sản xuất, nâng thu nhập bình quân của xã năm 2017 đạt 37 triệu đồng một người trên năm, trên 90% lao động có việc làm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Những đồng chí đảng ủy viên phụ trách thôn bám sát cơ sở, giám sát chi bộ thôn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, điều chỉnh. Qua đó, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Để đảm bảo được các tiêu chí đã đạt được và đề ra, thì trước mắt thì chúng tôi phải tổ chức tập huấn cho các đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới. Sau đó, trên cơ sở là cái kế hoạch thì đã được tổ chức thực hiện thì triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Song song với cái việc đó thì sẽ huy động toàn bộ cái nguồn lực, cái nội lực của cán bộ và đặc biệt là nhân dân. Thì trong đó chú trọng đến cái việc là đào tạo nghề mang tính chất là để cho nhân dân thực hiện mang tính bền vững. Xã Thái Bảo đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới với những kết quả đáng tự hào trong niềm vui của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương. Đây cũng là động lực khích lệ những xã trong huyện Gia Bình chưa đạt phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm cán đích nông thôn mới. Là một trong những xã thuộc vùng chiêm trũng còn nhiều khó khăn của huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, những năm qua, chính quyền xã Sơn Thành đã tạo mọi điều kiện để vay vốn kỹ thuật đất đai để người dân phát triển kinh tế, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống. Xác định muốn nâng cao thu nhập cho người dân thì phải chú trọng đến công tác giảm nghèo bền vững. Chính vì vậy, năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Nho Quan giải ngân 3 tỷ đồng cho gần 100 hộ nghèo và cận nghèo vay. Đến nay đã có gần 40 hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, những chủ trương về chăn nuôi, trồng trọt đã giúp người dân có định hướng trong phát triển kinh tế, đưa thu nhập bình quân đầu người một năm tăng liên tục. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 là 9,2%, đến năm 2017 giảm còn 5,54%. Với những kết quả đạt được trong việc phát triển kinh tế, cuộc sống người dân xã Sơn Thành từng bước có sự đổi thay rõ rệt, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Với tinh thần ham học hỏi, chịu khó tìm tòi và hơn hết là mong muốn phát triển kinh tế làm giàu ngay trên chính quê hương mình, ông Nguyễn Văn Thục ở xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định là người đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nam Định nuôi lợn sạch bằng thảo dược để tạo ra nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng và mang lại hiệu quả kinh tế. Được chính quyền địa phương cho đấu thầu trên 4.000m2 đất, bên cạnh việc trồng hoa lan cây cảnh, năm 2005, gia đình ông Nguyễn Văn Thục đầu tư xây dựng 500m2 chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô từ 400 đến 500 con trên một lứa nuôi. Ngay từ khi xây dựng chuồng trại, ông Thục xác định chăn nuôi theo phương pháp hữu cơ. Sau khi đã đạt được những thành công nhất định,
ông Thục đã mạnh dạn áp dụng phương pháp mới, đó là nuôi lợn bằng thảo dược. Tôi là tôi nuôi lợn sạch, tôi nuôi hữu cơ từ lâu rồi, cho gia đình có truyền thông cho nuôi lợn. Tôi dùng thảo dược và thay thế kháng sinh và phòng chống bệnh tật cho con nuôi con lợn và thải độc cho con lợn, đưa sản phẩm sạch tốt nhất cho xã hội. Và ban đầu chỉ rất là khó khăn, tôi phải tìm tòi học hỏi từ sách báo và các thông tin trên mạng ấy, về tôi đã thử nghiệm và sẽ đưa một công thức thảo dược về để thử nghiệm đưa cho con lợn xem nó sự kháng thể của nó với lại cái thức tích trưởng phát triển của nó như nào và phòng chống bệnh tật như thế nào. Trong quá trình nó cũng rất là gặp nhiều khó khăn, nhờ các quan chức năng quản lý nhà nước như tri cục thú y, tri cục kiểm lâm đất lượng và tôi đã tìm tòi được nhiều cơ quan đã tạo điều kiện cho tôi để tôi thực hiện cái chương trình. Nhờ phương pháp chăn nuôi mới này mà trong khoảng thời gian giá lợn hơi xuống thấp, nhiều hộ chăn nuôi phải phá đàn. Gia đình ông Thục vẫn duy trì ổn định đàn lợn khoảng trên 400 con. Do nuôi lợn bằng phương pháp thảo dược, thời gian nuôi dài ngày hơn so với nuôi công nghiệp. Vì vậy, mỗi năm ông Thục chỉ nuôi được 2 lứa lợn với sản lượng thịt hơi xuất chuồng khoảng 80 tấn. Nhưng chất lượng thịt lại ngon hơn, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Cùng với việc luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt những quy định, tiêu chuẩn về chất lượng, trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Thục được tham gia dự án phát triển chăn nuôi lợn nạc theo hướng Việt Gáp. Đây cũng là một trong 5 mô hình trên toàn quốc được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lựa chọn thử nghiệm thực hiện xử lý nước thải trong chăn nuôi. Xây dựng trang trại chăn nuôi từ năm 2005 nhưng với quy mô nhỏ, số lượng con nuôi ít, qua thời gian phát triển và mở rộng diện tích đàn vật nuôi trang trại của anh Hoàng Xuân Vinh ở thôn Đào Lâm, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, không chỉ đạt hiệu quả kinh tế cao mà còn được Ủy ban Nhân dân huyện công nhận là trang trại đạt tiêu chí. Trang trại có tổng diện tích trên 1.500 m², hiện đang nuôi 5.000 con gà, mỗi năm cho thu từ 10 đến 12 tấn gà thương phẩm. Với giá bán hiện tại là 90.000 đồng 1 kg, trừ chi phí, anh thu lãi 250 triệu đồng. Ngoài ra anh Vịnh còn nuôi hươu, chăn, cung cấp nhung và thịt ra thị trường. Hiện trang trại của anh Vịnh đủ tiêu chí về diện tích, giá trị sản lượng hàng hóa và đã được Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động cấp giấy chứng nhận là trang trại đạt tiêu chí mới. Nhờ đó, anh Vịnh sẽ thuận lợi hơn trong việc tiếp cận vốn vay, duy trì và phát triển sản xuất. Từ việc mạnh dạn chuyển hướng làm ăn, anh Nguyễn Văn Phương ở thôn Cẩm Lý, xã An Nguyên, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã quyết định nuôi chim công. Mô hình này đã mang lại thu nhập cho gia đình anh lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trên vùng đất chuyển đổi rộng gần 4.000 m² trước đây, bố mẹ anh từng quy vùng nuôi lợn, thả cá, cỏ dại, mọc ngập đầu người, nay đã biến thành trang trại nuôi chim cảnh. Hiện toàn bộ trang trại nuôi chim cảnh của anh Phương có 20 chuồng nuôi, trong đó chủ lực là chim công. Mặc dù là loài chim quý nhưng chim công rất dễ nuôi và thuần dưỡng. Chim công có sức đề kháng tốt, tỷ lệ sống cao, trong quá trình nuôi chim chỉ mắc một số bệnh tương tự gia cầm. Cùng với đó, thức ăn cho chim chủ yếu là ngô, thóc, rau, cỏ, rất dễ kiếm. Mỗi năm chim công mái đẻ khoảng 30 đến 35 trứng, chim chỉ đẻ trên 10 trứng được ấp nở ra thành con giống. Với giá bán mỗi con chim công giống được 1,5 triệu đồng, chim chỉ được trên 800.000 đồng một con, chim chỉ trưởng thành giá bán từ 4 đến 6 triệu một con. Trừ chi phí năm đầu nuôi, anh thu lãi gần 200 triệu đồng, trong đó nguồn thu chủ yếu là từ nuôi chim công được trên 100 triệu đồng. Mô hình nuôi chim công sinh sản của anh Nguyễn Văn Phương là một mô hình độc đáo trong việc chuyển đổi giống vật nuôi mới. Hiện mô hình này đang phát triển tốt. Với sự tìm tòi, dám nghĩ, dám làm, từ một hộ khó khăn, anh Nguyễn Văn Phương đã tạo dựng được một mô hình chăn nuôi mới đem lại giá trị kinh tế cao. Nhận thức được tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục đối với xây dựng quê hương đất nước, những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm tới công tác khuyến học, khuyến tài và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập. Những năm qua, Hội Khuyến học xã Khánh Nhạc đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, tập trung huy động sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể, nhà trường. Từ đó tập hợp và thu hút được nhiều hội viên tham gia, đồng thời đẩy mạnh các phong trào như gia đình, dòng họ hiếu học, cụm dân cư hiếu học, làng xã khuyến học, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học của mọi người, mọi nhà. Đến nay, toàn xã có 18 trên 28 dòng họ có quỹ khuyến học khuyến tài, tổng số quỹ khuyến học của các dòng họ thường xuyên duy trì khoảng 228 triệu đồng. Nhiều dòng họ hiếu học tiêu biểu như họ Phạm, họ Lê, dòng họ Nguyễn.
hoạt động chăm lo giáo dục thế hệ trẻ của Hội Khuyến học xã Khánh Nhạc đã thực sự mang lại những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn viết tiếp ước mơ trên con đường học tập và đưa Khánh Nhạc trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học của huyện Yên Khánh. Là vùng đất cổ trấn Kinh Bắc, chuyện học tại thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã vang danh không chỉ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh mà nhiều nơi trong cả nước. Cả làng có 4.000 dân, nhưng có đến 110 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ. Như vậy, không kể già trẻ tấm bé, cứ trung bình 36 người dân ở đây có một người có học hàm, học vị từ thạc sĩ trở lên. Không chỉ được vinh danh là làng tiến sĩ, Phú Mẫn hôm nay còn được người dân gọi cái tên thân mật, làng khuyến học. Làng Phú Mẫn hiện còn duy trì mô hình hoạt động của Thư viện khuyến học. Năm 1977, Thư viện làng ra đời, phục vụ việc đọc sách nâng cao tri thức hiểu biết và việc học tập của học sinh. Từ sự đóng góp của các tổ chức cá nhân đến nay, Thư viện thôn Phú Mẫn đã có trên 6.000 đầu sách báo các loại. Tủ sách được chia thành nhiều lĩnh vực, gồm sách về Bác Hồ, sách thiếu nhi, sách khoa học, sách văn học, nghệ thuật và sách chăm sóc sức khỏe. Truyền thống vùng đất Kho Bàng, hiếu học đã hun đúc tiếp thêm sức mạnh cho nhiều con em Phú Mẫn thành đạt, vươn lên trong học tập. Tiếng trống khuyến học buổi tối, sự động viên hoạt động hiệu quả của mô hình thư viện thôn, cùng sự khích lệ từ bản thân mỗi gia đình, truyền thống như tiếp thêm động lực cho con em Phú Mẫn thành đạt, gánh vác công việc nhiều lĩnh vực cho gia đình và xã hội. Toàn thôn hiện có trên 110 tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư và thạc sĩ. Tỷ lệ con em Phú Mẫn đỗ đại học cũng ở mức cao. Chỉ tính riêng từ năm 2010 đến nay, năm nào thôn cũng có trên 30 học sinh đỗ vào các trường đại học. Năm nào Phú Mẫn cũng có học sinh đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện. Bằng nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả, phong trào khuyến học khuyến tài đã và đang được người dân Phú Mẫn tiếp tục thực hiện, kế thừa và phát huy, qua đó góp phần nhân lên niềm tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc, Văn Hiến, Khoa Bảng. Dự kiến bội chi Quỹ Bảo hiểm Y tế năm 2017 của Thái Bình là 722 tỷ đồng bằng 63,5% quỹ được sử dụng và trên 46% dự toán chi khám chữa bệnh. Thái Bình đứng thứ 7 trong 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bội chi Quỹ Bảo hiểm Y tế cao nhất trên cả nước. Đây là con số đáng chú ý trong công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại Thái Bình năm 2017. Trong năm 2017, công tác phối hợp giữa một số cơ quan khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội chưa nhịp nhàng đồng bộ. Việc chỉ định quản lý bệnh nhân vào điều trị nội trú, bệnh nhân chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật chưa chặt chẽ. Tỷ lệ sử dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật y học cổ truyền, phục hồi chức năng vẫn cao hơn nhiều so với bình quân toàn quốc. Để khắc phục tình trạng này, năm 2018, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tập trung phân tích dữ liệu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống thông tin giám định để kịp thời phát hiện sai sót bất cập. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đúng quy định, quy trình về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, lựa chọn phương án điều trị vừa đúng quy chế chuyên môn, vừa tiết kiệm nhưng vẫn phải đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân. Ngành Y tế và Bảo hiểm xã hội tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành về công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu phát hiện cơ sở khám chữa bệnh có dấu hiệu lạm dụng quỹ hoặc chi vượt quỹ vượt trần do nguyên nhân chủ quan. Kể từ ngày 1 tháng 10, Hà Nam bắt đầu áp dụng tăng viện phí đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế. Do mức viện phí cũ của Hà Nam thấp nên biên độ tăng của lần điều trị này của người không có thẻ bảo hiểm y tế không quá nhiều, khoảng 50%, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Theo thống kê từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam, sau hơn 2 tháng thực hiện giá viện phí mới với người chưa có bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng. Nếu tháng 9, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt 82,64%, thì tháng 10 là 83,93% và hiện tại con số này là 84,5%. Việc tham gia bảo hiểm y tế là hết sức cần thiết, nhất là khi giá viện phí được áp dụng theo phương châm tính đúng, tính đủ. Với người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tăng dịch vụ được hưởng thụ. Trong khi đó, với những người không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nếu như phải đến các cơ sở khám chữa bệnh. Tuyên truyền tốt việc tăng giá viện phí để người dân hiểu rõ về chính sách bảo hiểm y tế cũng là một yếu tố tích cực, góp phần khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của bản thân. Vừa qua, báo Tiền Phong phối hợp với tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức Ngày hội Hiến máu Chủ nhật đỏ với thông điệp Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi.
10 năm qua, ngày Chủ nhật đỏ đã trở thành một phong trào sâu rộng trên phạm vi cả nước. Chủ nhật đỏ năm nay có 32 tỉnh, thành đăng ký tham gia với 53 điểm tổ chức. Tại Hải Dương, Chủ nhật đỏ đã nhận được sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh trong các cơ quan đơn vị, trường đại học cao đẳng, dự kiến sẽ thu được 600 đơn vị máu. Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ 3 vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Bắc Ninh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 100 cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc 8 đơn vị điện lực trực thuộc, 2 phân xưởng và khối phòng ban của Công ty Điện lực tỉnh. Tuần lễ hồng EVN năm 2017 với thông điệp Vạn trái tim một tấm lòng được đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên của Công ty Điện lực Bắc Ninh hưởng ứng tham gia. Với mong muốn đóng góp một phần máu nhỏ bé của mình cho xã hội, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện cho nền kinh tế quốc dân, công ty luôn ý thức rõ trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và là một trong số đơn vị triển khai hiệu quả của EVN. Qua chương trình Hiến máu tình nguyện mang tên Tuần lễ hồng EVN, Công ty Điện lực Bắc Ninh mong muốn góp phần đáp ứng nhu cầu khan hiếm máu an toàn phục vụ cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Tại chương trình Hiến máu tình nguyện hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ 3 của Công ty Điện lực Bắc Ninh, toàn công ty đã hiến được gần 25.000 ml máu, trong đó có tỷ lệ hiến máu cao chiếm hơn 81%. Đây là hành động thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sống vì xã hội, sống vì cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của cán bộ và người lao động ngành điện Bắc Ninh. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định 202/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón, việc quản lý mặt hàng này đã có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, Nghị định 202 còn hạn chế, còn nhiều kẽ hở chưa bắt kịp yêu cầu thực tiễn, dẫn đến sản phẩm phân bón phát triển ồ ạt, không theo định hướng. Để khắc phục những hạn chế đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017 thay thế Nghị định số 202. Thời gian qua, việc lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lạm dụng phân vô cơ, đã và đang gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng như thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, các sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Do vậy, Nghị định 108 của Chính phủ là hết sức cần thiết để hướng tới thực hiện mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với vai trò là cơ quan chủ trì về quản lý phân bón đang tích cực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phân bón theo chức trách, nhiệm vụ được giao để đưa công tác quản lý vật tư nông nghiệp nói chung, phân bón nói riêng đi vào nề nếp. Trước mắt, đơn vị đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ra văn bản chỉ đạo việc thực hiện Nghị định 108 một cách nghiêm túc, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Tiến hành rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh xem có đảm bảo điều kiện theo quy định về kinh doanh phân bón hay không. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định trước khi cấp giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng này. Mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ dân phố Ngô Gia Khảm, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35F69102 có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên tay người thanh niên có một bao thuốc lá, trong có hai gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng, đối tượng khai là heroin. Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hữu Mạnh, sinh năm 1982, chú thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Mạnh khai số heroin trên vừa mua về để sử dụng thì bị bắt. Trước đó, tại đường Lê Duẩn, tức đường 42m thuộc tổ 10 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Đoàn, sinh năm 1977, trú tại xóm 11, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, đang tàng trữ một gói heroin. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Từ lâu, giò chả đã trở thành món ăn truyền thống, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc sử dụng nguyên liệu giá rẻ, mất an toàn thực phẩm, đồng thời dùng các phụ gia, hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhiều cơ sở làm giò chả, khiến sản phẩm vốn được ưa chuộng này mất an toàn, giảm niềm tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, làng nghề giò chả thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn giữ được chữ tín với người tiêu dùng ở khắp các tỉnh thành. Thôn Trai Trang hiện có khoảng 30 hộ làm giò chả, toàn bộ quy trình sản xuất từ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm đến chế biến giò chả được tuân thủ theo một chuỗi khép kín,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngay trong công đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất, đó là nhập nguyên liệu được các cơ sở lựa chọn kỹ lưỡng từ những cơ sở giết mổ gia súc có uy tín trên địa bàn. Thiết bị để chế biến giò chả của các cơ sở đều được đầu tư đồng bộ từ hệ thống xử lý nước, thiết bị bảo quản, máy cắt, máy xay cho đến các lò hấp ở nhiệt độ cao được thay thế bằng các công đoạn thủ công như trước đây, như cơ sở giò chả của bà Đường, chị Toán, cơ sở chăn nuôi an toàn, chăn nuôi lợn thảo mộc của gia đình anh Đỗ Văn Chuyên. Người làm giò chả và người chăn nuôi lợn trong làng trở thành một chuỗi từ sản xuất đến bàn ăn, cùng phục vụ người tiêu dùng. Ngoài bán lẻ các sản phẩm giò chả ở thôn Trai Trang, phần lớn được sản xuất theo hợp đồng đặt hàng, chủ yếu phục vụ nhu cầu của các đám hiếu hỉ và cung cấp cho một số nhà hàng địa điểm kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.